Chào các bạn, hôm nay Ngọc Anh sẽ quay cho các bạn xem một cái máy đo độ nhớt của hãng Rion. Model của nó là VT06 Viscotester. Đây, đã gắn sẵn vào một cái chân đế. Gắn sẵn vào chân đế. Và đã cân chỉnh, các bạn thấy là có cái độ cân bằng nó nè, cái bọt nước đã nằm ở trong cái vòng tròn màu đỏ ha, đã cân chỉnh rất là kỹ ha. Máy này đi kèm đây những phụ kiện ở phía trong, đây có một cái cây, đây là một cái cây nối dài, nếu như mà khi chúng ta đo xa, cái thùng nằm ở xa. Và có hai cái cốc ở đây đi cùng với lại chế độ ba cái rotor ở phía trong. Ngọc đang đã gắn sẵn đây rồi các bạn ạ. Và chúng ta cần đo độ nhớt của một cái dung dịch nào đó, chẳng hạn như là sơn hay là dầu, hoặc là bất kỳ một cái dung dịch nào mà các bạn cần đo độ nhớt, thì các bạn sẽ cho cái dung dịch đó vào trong cái cốc này. Và chúng ta sẽ phải để cái dung dịch nó ở trên cái mức ở đây ha. Và cái đáy thì sẽ đặt là cách 15 mm. Ok. Và trên cái máy này thì các bạn thấy rằng là rất là đơn giản ha, không có nhiều nút bấm. Đây là nút nguồn nè, tắt mở nguồn, tắt mở nguồn. Và đây là cái nút đèn, chúng ta tắt mở cái đèn màn hình thôi. Và đây là chúng ta sẽ chọn cái rotor 1, 2 hoặc 3. Ở đây là mình đang để là rotor số 3 với cái cốc số 3 ha. Và muốn đo thử độ nhất bao nhiêu thì chúng ta chỉ việc bấm cái nút start. Bấm start thôi. Các bạn thấy là đây nó quay. Motor đã quay. Và cái kết quả đo thì nó sẽ hiện lên ở trên đây. Tuy nhiên là bây giờ Ngọc Anh đang vận hành thử, không có bỏ một cái dung dịch gì vào đây cả, ở trong nó là không khí, nên cái độ nhớt nó sẽ báo cho các bạn thấy là under nè, thấp hơn cái dải đo. Thì đó là Ngọc Anh đang quay cho các bạn xem demo thử cái máy đo độ nhớt của hãng Rion, model là VT06. Thì các bạn, nếu như các bạn cần những cái máy để đo độ nhớt của cái dung dịch cũng như là sản phẩm của các bạn, bất kỳ một cái dung dịch nào, thì có thể liên lạc với Ngọc Anh theo số điện thoại phía dưới cũng như đường link website, thì Ngọc Anh sẽ đi cùng với những bạn kỹ thuật của hãng Rion mang cái máy này đến để test thử, đo thử tại công ty của các bạn. Và các bạn sẽ tìm được những sản phẩm ưng ý đúng như cái nhu cầu sử dụng của mình. Các bạn nếu như cần thêm thông tin thì không đừng ngại ngần gì, cứ gọi cho Ngọc Anh hoặc là để lại số điện thoại phía dưới thì Ngọc Anh sẽ trực tiếp liên lạc với các bạn và mang máy này đến demo cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.